qua ngạc nhiên mình vào chung uống bia mà lại cái này triệu mấy? Triệu mấy cần? Triệu 2. À triệu đó, Tết hôm nay là bán rồi đúng không? Đấy, lâu nó đi mới ra làm hai đấy, mình tìm nó qua. Nó bán lâu rồi. Điện nó qua mà nó để bỏ không sợ này bác không lấy, nó không làm. Ăn gỏi là phải có hành này. Đấy. Đấy. Riêng chấm mắm tôm này. Đấy. Đúng ẩm thực đấy. Rồi riêng này. Ớt xả. Xả này. Ớt này. Đấy, xả 26 vị. Có đẹp đây. Năm đấy mình quên mình cũng nhắc lại cho hổ ấy nhỉ. Con bà ta đang say đang nằm trong giường nôn ấy. Bắt đầu. Đây chuyển sang món. Đây món cá khoai. Má là cái gì? Năm ngoái là chưa ông Thiên ông ghép vào là. Ôi cái cuộc đời này đây là cái là say ở đâu đấy. Nó đi lắm người mệt quá. Chết người. Ăn mì tôm. Ăn mì tôm. Nói là tín ngưỡng đâu. Thấy thì cái khoai của nhà ăn của cái này vào cái nồi không đều đâu. Ăn như tôm mỡ hơi sướng không? Giòn. Sáng nay thì là gặp sáng nay ăn đúng nửa đi các bạn. Tết quê chỉ mỗi vậy. Mẹ hết canh cá khoai. Chống nóng ruột không bày vẽ gì. Để điện ba cát không? Không? Điện